Ziggy Star, Lekka và Mai Âm Nhạc vốn đã nổi trên mạng xã hội từ trước khi thi rap Việt, điều đó khiến cho các rapper này không tránh khỏi ít nhiều những hoài nghi từ khán giả. Trong một buổi trò chuyện, Ziggy Star, Lekka và Mai Âm Nhạc đã được hỏi về cảm nhận khi có một số ý kiến cho rằng cả ba vốn đã nổi bật trên mạng xã hội từ trước và việc tham gia rap Việt chỉ để lên mainstream. Vừa nghe xong, Lekka đã khiến mọi người bật cười khi thốt lên: "Chết chứ không phải là đôi dép cứ hở ra là mất." Á quân rap Việt mùa 2 chia sẻ rằng, dù có làm nhạc commercial hay cho hãng thì cũng có mùi của bản thân trong đó. Chứ bây giờ Lekka tự nhiên lên commercial rồi rap như Ziggy là không có chuyện đó xảy ra. "Chúng tôi vẫn là chính mình, chỉ có điều tôi sẽ chọn những ngôn từ phù hợp với đại chúng hơn," Lekka giải thích. Lekka cho rằng một rapper thực thụ không cần phải làm nhạc vì cái chất vô hình mà hãy phấn đấu vì mục tiêu cụ thể. Ví dụ làm ra tiền để phục vụ gia đình. Một rapper chơi rap vì tương lai của mình, bố mẹ, anh em, con cái mới là chất mà Lekka khâm phục và hoàn toàn công nhận. Lekka là một trong những truyền nhân của huyền thoại Việt Dragon trong giới rap Việt. Anh tự ví bản thân như bản sao của Coqui, tức cũng lớn lên trong khu phố nghèo với đầy đủ cạm bẫy phải đối diện mỗi ngày. Rap hip hop giúp Lekka tìm thấy đam mê và đưa anh vượt qua hoàn cảnh để trở thành người có sức ảnh hưởng. Giờ đây, sau hơn 10 năm làm nhạc, từ những trận freestyle rap và rap chiến nảy lửa, Lekka bắt đầu tìm thấy hào quang nhờ rap Việt. Bên cạnh đó, Lekka đã chia sẻ thêm cũng như nhấn mạnh một điều: nói rapper lên mainstream bị mất chất là sai. Cụ thể là đang có định kiến về những rapper lên mainstream để kiếm tiền. Nhưng tôi nghĩ một khi bạn bỏ công sức làm việc thì sẽ nhận thù lao xứng đáng. Trong cuộc phỏng vấn, Lekka kể lại hành trình một cậu bé rap từ đường phố cho đến Á quân rap Việt mùa 2. Anh cũng thẳng thắn nêu góc nhìn về sự xa cách của giới under và mainstream trong rap Việt. Việc nam rapper tham gia rap Việt như một lời khẳng định chính thức của Lekka đến với những người trong khu phố về việc tôi là rapper chuyên nghiệp. Mọi thứ về Lekka giờ đây đều tốt hơn so với khoảng 10 năm trước, nhưng thể hiện rõ nhất có lẽ là cách hành xử. Giờ đây, tôi không thể mang 100% chất đường phố lên sân khấu rap Việt. Thay vào đó, tôi chủ động mở lòng với khán giả trước khi cho họ thấy nội lực thật sự trong âm nhạc của mình là gì. Nói về những tranh cãi về chuyện Lekka là hình mẫu chuẩn của under hơn là tiến lên mainstream để làm nhạc đại chúng, nam rapper cho biết: "Từ ngày đầu, tôi xác định rõ lý tưởng là phải làm nhạc để hướng đến nhiều khán giả nhất. Tôi về đội Coqui ở rap Việt là để cụ thể cho khát vọng đó. Anh Coqui có nền tảng giống hệt tôi, đó là cùng lớn lên từ gian khó, rồi hoạt động lâu ở under để lấy đó làm nền tảng tìm cách vươn lên mainstream. Chỉ Coqui mới nắm rõ công thức để hướng dẫn Lekka. Tôi học cách tiết chế bản thân để dịu dàng hơn một tí và được khán giả đồng cảm. Khi họ đồng cảm, Lekka mới tiến thêm bước nữa là cho họ thấy nỗi niềm của mình." Ngày trước, Lekka thường vừa đi vừa rap trong các MV, nội dung câu chữ ở đó quá căng thẳng nên đôi khi không tiếp cận được khán giả đại chúng. Nói mất chất khi từ bỏ under và làm nhạc cho số đông là không đúng. Chính một số rapper under chưa làm rõ những lăng kính mà thế hệ trước để lại. Tôi từng tiếp xúc với nhiều rapper under nước ngoài, cách suy nghĩ của họ không hề giống ở Việt Nam, Lekka chia sẻ. Còn đối với Mai Âm Nhạc, nữ rapper cho biết, có nhiều người bảo cô phải đưa vào nhạc sự hài hước như tính cách thường ngày, nhưng cô lại không thích điều này. "Tính của tôi hài hước, nhưng nhạc của lại tôi phải nghiêm túc," học trò ca sĩ khẳng định. Đồng tình với Lekka và Mai Âm Nhạc, Ziggy Star cũng nhấn mạnh: "Đời sống bình thường là của chúng tôi, còn sản phẩm âm nhạc là những gì chúng tôi muốn truyền tải với khán giả." Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chương trình nhé.